Chào mừng tất cả quý vị đã đến với buổi livestream thứ hai của thương hiệu Lotus ngày hôm nay. Và hiện tại Thanh Huy đang có mặt tại showroom Lotus tại tầng B2, tòa nhà Vincom Đồng Khởi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Và quý vị thân mến, chăn đáp gối nệm Lotus được nhập khẩu 100% từ Thái Lan. Và những sản phẩm của Lotus điểm mạnh đó chính là những sản phẩm nệm, và bên cạnh đó còn có những sản phẩm ráp và rất là nhiều những thiết kế về chất lượng đảm bảo, về thiết kế, về màu sắc, về chất liệu của ráp làm từ các sợi microtech, tensile, microsizes. Và đối với dòng nệm thì rất nhiều những dòng nệm đạt tiêu chuẩn chất lượng châu Âu, và không những đẹp mà khi quý vị đến với Lotus trải nghiệm những cái sản phẩm nơi đây thì quý vị còn được nhân viên ở nơi đây tư vấn cho quý vị những cái sản phẩm phù hợp với nhu cầu về sức khỏe, về độ tuổi và tình hình tài chính của quý vị. Và như đã nói thì chương trình của chúng ta có 3 ngày vàng mua sắm là ngày 29, ngày 30 tháng 9 và ngày 1 tháng 10. Chương trình mùa vàng ưu đãi, sức khỏe vững chãi cùng giấc ngủ ngon kéo dài 3 ngày. Và qua 3 ngày vừa rồi thì Lotus cảm nhận được là tất cả quý vị rất là háo hức và nôn nóng sở hữu cho mình những cái sản phẩm đến từ thương hiệu Lotus, không những chất lượng mà còn chương trình ưu đãi cực kỳ hấp dẫn. Tuy nhiên có những khách hàng không kịp để mà chúng ta sở hữu những sản phẩm này, thì hiểu được điều đó, Lotus kéo dài thời gian chương trình khuyến mãi lên đến 2 ngày nữa, tức là chương trình của chúng ta kéo dài 5 ngày vàng mua sắm, từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9 và đến ngày 1 tháng 10, cộng thêm 2 ngày nữa, đó chính là ngày 2 tháng 10 và ngày 3 tháng 10. Rất là hấp dẫn đúng không nào? Cơ hội ngàn vàng để chúng ta sở hữu những sản phẩm chất lượng mà giá cực kỳ ưu đãi quý vị nha. Và đối với buổi livestream ngày hôm nay của chúng ta thì quý vị hãy cũng cứ like, chia sẻ, bình luận thật là nhiều, cũng như là chúng ta đặc biệt là chia sẻ đoạn livestream này nhiều hơn hết. Bởi vì ngày hôm nay Lotus sẽ tung ra một siêu phẩm cực kỳ ấn tượng. Vì vậy mà quý vị ơi, chúng ta hãy chia sẻ cho bạn bè của mình, những người khác chúng ta cùng biết được, để chúng ta cùng nhau biết rằng siêu phẩm của Lotus là gì nhé. Còn ngay bây giờ thì Thanh Huy rất là nóng lòng muốn giới thiệu đến quý vị không gian phía bên trong của showroom Lotus. Cùng với Thanh Huy vào bên trong nha. Chào mừng tất cả quý vị đã đến với không gian của Lotus. Quý vị thân mến, những dòng ráp chăn của Lotus rất là đa dạng về mẫu mã, về sản phẩm và cả về chất liệu nữa. Và Lotus thì chia ra nhiều dòng sản phẩm khác nhau, dòng Impression Diamond, Strip Beads, Bring Cutters. Và những dòng sản phẩm này được làm từ 100% sợi microtech. Đặc điểm của những dòng sản phẩm này đó chính là sự thoáng mát, dễ chịu và đặc biệt là cực kỳ dễ khô khi mà chúng ta giặt. Và nếu quý vị là những người trẻ, trung, năng động và thích sự cá tính, ấn tượng thì dòng sản phẩm này, đó chính là dòng sản phẩm Spring, sẽ chính là sự lựa chọn dành cho tất cả quý vị. Quý vị có thể thấy đó, đây chính là họa tiết chấm bi của dòng sản phẩm Spring, rất là đẹp và thoải mái, rất trẻ trung đúng không nào? Và nếu như quý vị có một dòng sản phẩm này bộ ráp thì trong phòng của quý vị, không gian của chúng ta thiệt là trẻ trung và năng động đúng không nào? Còn nếu như quý vị là những người trẻ nhưng thích sản phẩm của mình, thích bộ ráp của mình là những dòng sản phẩm trẻ trung nhưng cũng có một chút về gu và nó sẽ đơn giản hơn, thanh nhã hơn, thì đó chính là dòng Strip Beads. Đây chính là dòng sản phẩm rất là đẹp mà bản thân Thanh Huy cũng rất là thích những cái màu sắc như thế này và họa tiết như thế này. Rất là thích và cảm thấy rất là tràn đầy năng lượng. Nếu như mà chúng ta tưởng tượng thử xem, sau một giấc ngủ dài của chúng ta thì chúng ta nhìn cái bộ màu sắc này, họa tiết này, chúng ta cảm thấy rất là nhiều năng lượng cho một ngày mới hoạt động và làm việc đúng không nào? Còn tiếp theo nữa, nếu như quý vị thích phòng ngủ của mình sang trọng hơn, lịch lãm hơn và đơn giản hơn, và với dòng Carter, với họa tiết dập nổi, đơn giản và sang trọng sẽ chính là sự lựa chọn dành cho tất cả quý vị. Đúng không nào? Và quý vị thân mến, nếu như quý vị muốn căn phòng của mình có một không gian vintage châu Âu thì dòng Victorian và dòng Omas sẽ chính là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho quý vị. Và như quý vị đang thấy á, chiếc giường này, bộ ráp này chính là bộ ráp đến từ dòng Victorian. Và như chiếc gối này đây, em có thể cầm lên và cảm thấy rất là mát bởi vì vỏ của chiếc gối này đến từ dòng Victorian. Và dòng Victorian thì như thế nào, có điểm gì đặc biệt? Dòng Victorian này á được làm từ microsatin và đặc biệt ở nó, tức là quý vị có thể thấy đó chính là sự bóng bẩy và sự nổi bật. Và những màu sắc của dòng này đó chính là những màu sắc ấm, trầm và sang trọng như quý vị đang thấy.
Chúng ta có thể ví dụ những màu xanh, xám và nâu và rất nhiều màu sắc khác cho tất cả quý vị chúng ta tha hồ mà lựa chọn nha. Và còn một dòng nữa cực kỳ sang trọng, đó chính là dòng Omas. Đối với dòng này á, thì chất liệu của nó hoàn toàn thân thiện với lại môi trường. Và đối với dòng này được làm từ sợi tencels, cellulose bằng công nghệ nano hiện đại và chất liệu ngang với tơ lụa, bền bỉ như polyester, dễ làm sạch như acrylic, thoáng mát như linen và ấm như len. Điều đặc biệt của nó chính là hấp thụ tốt hơn cả bông nữa quý vị nha. Và như chúng ta đang thấy thì Thanh Huy sẽ giới thiệu đến quý vị một chiếc gối. Trên giường này có một chiếc gối như thế này. Đây. Đối quý vị nha, đây chính là chiếc gối và vỏ của nó được làm từ dòng nào? Thanh Huy bật mí, đây chính là dòng Omas. Và đối với dòng sản phẩm này á, thì Thanh Huy cảm thấy ôm chiếc gối này rất là mát luôn và rất là thoải mái. Đúng như vậy, đúng như là những chất liệu mà nó cảm thấy rất là mềm mại như tơ lụa vậy và cảm thấy rất là thích luôn, cực kỳ mát. Đúng như là như vậy. Và tiếp theo á, thì quý vị thân mến, trong 5 ngày vàng mua sắm của chúng ta thì không chỉ là chúng ta mua một bộ ráp thì chúng ta sẽ tặng thêm một bộ ráp, mà chúng ta còn được giảm giá thêm 10% trên tổng hóa đơn mua hàng của mình. Còn ngay bây giờ thì quý vị thân mến, ở số livestream lần trước thì Thanh Huy đã có cho quý vị chơi một game mini game, đó là đặt hai câu hỏi và quý vị nào trả lời đúng cho câu hỏi đó thì sẽ là những khách hàng may mắn nhận về hai phần quà của mình. Đó chính là hai khách hàng may mắn. Và chúng ta ngoài ra chúng ta còn có 10 khách hàng tương tác nhiều nhất với chương trình. Và ngay bây giờ Thanh Huy sẽ nhờ ban tổ chức nhận kết quả từ đợt livestream lần trước nha. Xin được cảm ơn chị. Và trên tay của Thanh Huy thì đã có kết quả tính từ đợt livestream lần trước. Chúng ta có 10 khách hàng may mắn có nhiều tương tác nhất đối với đợt livestream lần 1 của chúng ta. Và ngay bây giờ thì chắc là Thanh Huy sẽ công bố danh sách 10 khách hàng may mắn có nhiều tương tác nhất. Và tương tác ở đây thì ban tổ chức tính là gì? Đó chính là lượt like nè, lượt bình luận nè, lượt yêu thích là cũng như là lượt chia sẻ đoạn video livestream đó nữa quý vị nhé. Thanh Huy sẽ đọc 10 khách hàng may mắn. Và lưu ý đến tất cả các anh chị là khi mà chúng ta có tên trong 10 khách hàng may mắn thì chúng ta hãy liên hệ nhanh chóng, nhắn tin đến với fanpage Smart Bedding để chúng ta cùng nhận về cho mình những cái phần quà, đó chính là những chiếc gối trang trí đến từ thương hiệu Lotus quý vị nhé. Đầu tiên thì xin được chúc mừng khách hàng có tên là Cỏ May Mắn. Thứ hai, khách hàng Nguyễn Vân. Thứ ba là khách hàng Nam Nguyễn. Thứ tư là khách hàng Nguyễn Thị Như Mai. Thứ năm là khách hàng Phương Phương. Thứ sáu là khách hàng Mỹ Việt. Thứ bảy là khách hàng Alex Hong. Thứ tám là khách hàng An Nguyễn. Thứ chín là khách hàng Hà Nguyễn. Thứ mười là khách hàng Dung Nguyễn. Và một lần nữa thì xin được mời tất cả các anh chị chúng ta sẽ cùng nhắn tin vào fanpage của chương trình là Smart Bedding và gửi những thông tin liên lạc cũng như là những thông tin cần thiết mà ban tổ chức sẽ cần để mà gửi đến tất cả quý vị những cái món quà, đó chính là những chiếc gối trang trí đến từ thương hiệu Lotus quý vị nhé. Thanh Huy sẽ đọc lại một lần nữa danh sách 10 khách hàng may mắn này. Đầu tiên là xin chúc mừng khách hàng Cỏ May Mắn, xin chúc mừng khách hàng Nguyễn Vân, xin chúc mừng khách hàng Nam Nguyễn, xin chúc mừng khách hàng Nguyễn Thị Như Mai, xin chúc mừng khách hàng Phương Phương và xin chúc mừng khách hàng Mỹ Việt. Xin chúc mừng khách hàng Alex Hong, xin chúc mừng khách hàng An Nguyễn, xin chúc mừng khách hàng Hà Nguyễn, xin chúc mừng khách hàng Dung Nguyễn. Và một lần nữa xin được mời các anh chị chúng ta sẽ nhắn tin vào fanpage của chương trình, đó là Smart Bedding, để gửi những thông tin liên lạc để ban tổ chức sẽ gửi tất cả quý vị những cái phần quà, đó chính là những chiếc gối trang trí đến từ thương hiệu Lotus. Còn chúng ta còn một mini game ở lần trước nữa, đó chính là những mini game hai câu hỏi và những quý vị đã trả lời đúng câu hỏi đầu tiên, kết quả là sợi Microtest. Xin được chúc mừng bạn Thúy Thúy. Và đối với câu hỏi thứ hai thì khách hàng có câu trả lời là nhập từ Bỉ, tức là cao su được nhập từ Bỉ. Xin chúc mừng khách hàng Huỳnh Phương. Và ngay bây giờ thì xin được mời hai khách hàng may mắn của chúng ta cũng sẽ liên lạc với fanpage bằng cách là nhắn tin và gửi những thông tin liên hệ với chúng tôi. Và chúng tôi sẽ nhanh chóng hết sức có thể gửi những cái món quà, đó chính là những chiếc gối trang trí đến từ thương hiệu Lotus đến cho tất cả quý vị nha. Để cho không gian văn phòng và căn phòng của tất cả quý vị sẽ thật là đẹp và lung linh, đúng không nào? Quý vị ơi, đối với chương trình livestream ngày hôm nay của chúng ta cũng như vậy, chúng ta cũng sẽ có 10 khách hàng may mắn nhất like, comment, bình luận, chia sẻ, thả tim thật là nhiều buổi livestream ngày hôm nay. Và quý vị ơi, 10 khách hàng may mắn nhất của chúng ta sẽ nhận về cho mình những chiếc gối trang trí đến từ thương hiệu Lotus. Chưa hết đâu nha, ngày hôm nay đối với các vị khách hàng có những câu hỏi hay
Đặc biệt là quý vị hãy bình luận ở dưới đoạn livestream lần thứ hai ngày hôm nay những câu hỏi hay nhất về những sản phẩm của Lotus. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có những chuyên gia tư vấn đến quý vị và trả lời trực tiếp trong đoạn livestream ngày hôm nay. Quý vị hãy cứ yên tâm và cứ đặt thật là nhiều những câu hỏi. Và 5 câu hỏi hay nhất của quý vị sẽ được ban tổ chức gửi cho tất cả quý vị những món quà, đó chính là những chiếc gối trang trí đến từ thương hiệu Lotus. Được không nào? Và như vậy là Thư Nguyên nhắc lại một lần nữa, hôm nay chúng ta sẽ có 10 khách hàng nhận được về những chiếc gối trang trí đến từ thương hiệu Lotus bằng cách là tương tác nhiều nhất với chương trình. Mà tương tác thì ban tổ chức tính như thế nào? Đó chính là lượt chia sẻ, lượt bình luận, lượt like và lượt yêu thích. Và chúng ta còn có thêm 5 khách hàng may mắn đặt những câu hỏi hay nhất gửi về chương trình. Được không nào? Xin được cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và ngay bây giờ thì bật mí quý vị một lần nữa nha. Ngày hôm nay Lotus sẽ tung ra một siêu phẩm cực kỳ ấn tượng. Vì vậy mà quý vị hãy cứ chia sẻ đoạn livestream này thật là nhiều để các bạn của mình chúng ta cùng được biết và chúng ta cùng theo dõi xem siêu phẩm của Lotus có gì đặc biệt nha. Còn ngay bây giờ thì Thanh Huy sẽ giới thiệu đến quý vị một dòng sản phẩm mà Thanh Huy nghĩ là đây chính là điểm mạnh của Lotus. Xin được mời quý vị cùng theo chân Thanh Huy. Như quý vị thân mến, chúng ta đang đến một dòng sản phẩm tiếp theo, đó chính là dòng sản phẩm nệm. Quý vị thân mến, dòng sản phẩm nệm của Lotus rất đa dạng về chất lượng, chất liệu cũng như là màu sắc và thiết kế rất độc đáo và mới lạ. Và quý vị thân mến, khi đến với Lotus, những sản phẩm nệm của chúng ta, quý vị không những được trải nghiệm, được mua sắm, mà quý vị còn được nhân viên ở đây tư vấn tận tình về những sản phẩm phù hợp với độ tuổi, sức khỏe cũng như là tình hình tài chính của mình nữa đó nha quý vị. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có những cái chương trình khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn và đặc biệt với những dòng nệm này trong 5 ngày vàng mua sắm của chúng ta. Và ngay bây giờ thì để hiểu rõ hơn một lần nữa, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ chuyên viên tư vấn của chương trình đến từ nhãn hiệu Lotus. Xin được chào mừng đón anh Bình. Xin được chào anh Bình ạ. Và anh Bình có thể gửi một lời chào đến tất cả quý vị được không? Ngày hôm nay thì chắc là chúng ta trước khi trò chuyện thì chúng ta sẽ ngồi xuống anh Bình ha. Mời anh Bình ngồi. Wow. Phải nói là trước khi buổi trò chuyện diễn ra thì Thanh Huy có một cái thắc mắc là tại sao mà ngồi lên chiếc nệm này cảm thấy nó rất là thoải mái và êm ái đến như vậy hả anh Bình? Thanh Huy có thể đứng lên để Bình giới thiệu sơ về dòng nệm này được không? Nệm này có tên là Maxo Deluxe. Thì là dòng nệm này thì nó được cấu trúc là lò xo túi. Mỗi lò xo được bỏ trong một cái túi thì nó rất là tăng độ bền bỉ và tuổi thọ cho cái nệm này. Và đặc biệt cái miếng Lotus ở trên được làm bằng HD Farm. Nó nâng đỡ cơ thể và giảm áp lực cơ thể cho mình giấc ngủ ngon hơn. Wow. Và nó làm được vải bọc cao cấp và có những hoa văn in chìm rất là tinh xảo, đều làm bằng thủ công. Phải chứ, làm bằng thủ công rất là công phu đúng không nào? Phải vì vậy mà Thanh Huy cảm thấy nó rất là tỉ mỉ và rất là đẹp nữa đó anh Bình ơi. Và sản phẩm này còn gì điểm gì để khác biệt hơn những sản phẩm nệm khác nữa không anh Bình? À, đó, khi bạn đến với nệm của Lotus thì mình có thể khám phá được lò xo bên trong. Mời các bạn có xem chỉ qua một cái